quận từ trung tâm thành phố, quận từ với quận nhất. Trung tâm thành phố, quận tư với quận nhất đó. Đi nãy giờ cũng mệt rồi. Hồi trước là về là Noel, đi sớm đạo, cái này còn vui hơn Noel nữa. Giờ thì giờ là lâu lâu mới có dịp đá banh về chơi, lâu lâu về có dịp đá banh. Không quậy vậy đủ rồi, quậy quá nó mệt lắm, cảnh sát nó bắt lắm. Đúng rồi, không có mấy cảnh đó. Chắc có mà khúc khác. Ở khúc khác mình không thấy.
PD kia nó ở trần ở chuồng quay không kịp. Đóng xe rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.